Chào các bạn thân mến. Hôm nay chùa Thanh Quang tổ chức lễ tiểu tường cố thượng tọa thượng bủ hạ hòa vào ngày 25-26 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Hôm nay mình cùng một số chị em viếng chùa và dự lễ. Trước mặt chúng ta là di ảnh của cố hòa thượng bủ hạ hòa nha các bạn. Đó. Thì được biết thầy sinh năm 1963. Qua đời năm 2023, được 60 tuổi. Quê quán của thầy ở xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nha. Đó. Hôm nay bà con mình đến viếng chùa dự lễ cũng rất là đông các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng với chúng tôi tham dự lễ nha. À. Trước chánh điện, chư tăng ni Phật tử đang tụng kinh nhật tụng của tỳ kheo Thích Đăng Quang. Khi kết thúc lễ tụng kinh trước chánh điện thì tăng ni Phật tử vào phía hậu tổ đến dự buổi lễ hôm nay có thầy Thích Lệ Nhật, chủ trì chùa Thiên Phước Xẻo Tre, phó ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lấp Vò cùng 10 vị chư tăng ni chủ trì các chùa tịnh xá trong huyện Lấp Vò tham dự. Và gần 100 bà con Phật tử gần xa về dự lễ nha các bạn. Tôn kính đội bà chư tôn thì đức tăng ni, hôm nay là ngày 26 tháng giêng năm Giáp Thìn, cũng là ngày lễ tiểu tường cố thượng tọa thượng bủ hạ hòa. Và giờ này đọc về những chùa Thanh Quang, chay đường chùa Thanh Quang, chay nghi thân phận có chút chay đường, con xin tôn kính giới thiệu môn đồ pháp quý cô kiên đứng hai đời trong môn đồ pháp quý tới trước chư tôn đức gian đời các mặt cúng dường những mong chư tôn đức thì từ chứng minh cho nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Bà con Phật tử đến chánh điện cúng Phật cúng dường tam bảo của ít làm nhiều, gửi một chút hương hoa nhang đèn để cúng Phật kính dân dường tam bảo. Khi lễ xong thì quý chư tăng ni cùng Phật tử bà con mình dùng cơm nha. Và bây giờ mời các bạn dùng cơm với chùa nhé. Đến viếng chùa mình thấy bản đồ 10 pháp giới và 10 nghiệp lành. Mình xin phép chia sẻ với các bạn nhân dịp các bạn đang dùng cơm nhé. 10 nghiệp lành. 1. Không sát sanh, đừng hại mạng. Từ bi, tăng trưởng, sống đời khỏe lâu, trường trai, phương tiện, nhiệm màu, giúp người tỉnh giác, về sau an lành. 2. Không trộm cắp, lấy của người, là người ngay thẳng, giàu sang đời này,
cái gì không phải của mình, cho dù cố lấy tự sinh họa mình. 3. Không tà dâm dục ái tình, là người chính trực, đẹp xinh, trung tình, lành mạnh, sáng suốt, thông minh, là do không mắc dục tình thế gian. 4. Không nói dối, gạt lừa nhau, uy thế càng vững, việc mau chóng thành, chân thành là đức tu hành, lừa gạt là thói lưu manh gian tà. 5. Không thiêu dệt, chẳng xảo ngôn, người người kính mến, tâm hồn thanh cao, từ giờ mà trở về sau, quyết không khẩu nghiệp, trời cao an bài. 6. Không đâm thọc, ly gián người, là người hòa hợp, nhiều người mến thương, công việc đâu đó tỏ tường, dẫu gặp hoạn nạn cũng trường vượt qua. 7. Không nói thô ác, tục thề, là người mềm mỏng, chẳng hề xấu xa, tánh tình thân thiện, hiền hòa, đi đâu cũng có trẻ già mến thương. 8. Không sân tham lấy của người, tăng lòng bố thí, phước thời vô biên, đi đâu cũng có bạn hiền, công danh thành tựu, bạc tiền đầy kho. 9. Không sân hận, chẳng nóng giận, là người nhẫn nại, duyên lành luôn theo, buông xả cho thân bọt bèo, một cơn nóng giận là nghèo đức công. 10. Không si mê muội hồng trần, là người sáng trí, biết thân buông dừng, luôn dừng buông dứt thế gian, thấy nghe nói biết chẳng đàn về quê. Nam mô A Di Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến hành hương tiếp theo của chúng tôi nhé.